Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương trên tinh thần trách nhiệm dân chủ, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc chiều nay. Phần tin trong nước, sáng nay, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao được tổ chức tại Hà Nội. Tin thế giới, Serbia tuyên bố sẽ không đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng người di cư đang ồ ạt tiến về khu vực Balkan. Thưa quý vị, sáng nay, Ngài Suthidet Pomelat, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và phu nhân đến chào từ biệt lãnh đạo tỉnh Long An nhân dịp ngày kết thúc nhiệm kỳ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm tiếp Ngài Tổng lãnh sự Pomelat và phu nhân. Tại buổi tiếp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệp bày tỏ sự vui mừng và có lời chúc sức khỏe Tổng lãnh sự Lào và phu nhân. Bí thư tỉnh ủy Long An nhấn mạnh, từ công cuộc đấu tranh giành độc lập đến giai đoạn đổi mới, mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào luôn gắn bó keo sơn. Riêng mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Long An và tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp của cá nhân Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệp chúc Ngài Suthidet Pomelat cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đất nước giao. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm tiếp thân mật ông Suthidet Pomelat và phu nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm cho rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được chung đắp giữ gìn là kết quả của sự giao lưu tương đồng của hai nền văn hóa với chung quan điểm cùng đấu tranh vì hòa bình và yêu chuộng hòa bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng, thời gian tới mối quan hệ giữa hai nước nói chung và tỉnh Long An với một số tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói riêng sẽ được tăng cường qua các chương trình giao lưu hợp tác. Phát biểu đáp từ Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngài Suthidet Pomelat cho biết, qua gần một nhiệm kỳ làm Tổng lãnh sự tại Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam đã để lại cho Ngài rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đặc biệt, mối quan hệ thân thiết lâu đời của hai đất nước là tiền đề quan trọng để hai dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp trong thời gian tới. Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đang giúp đỡ Lào trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Thưa quý vị, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, chiều nay, Đại hội Đảng bộ lần thứ 10 khối các cơ quan tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệp đến dự. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết và bầu ra ban chấp hành mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đình Cán tái đắc cử chức danh bí thư đảng ủy đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bí thư đảng ủy đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hoàng Đình Cán bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận rõ đây cũng là một trọng trách. Đồng chí cho biết trong nhiệm kỳ 5 năm tới, ban chấp hành đảng bộ khối sẽ đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Đại hội thống nhất thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu quan trọng như tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực công tác, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ khối trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 10 của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nghị quyết đại hội lần thứ 10 đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế vừa diễn ra chiều nay với sự tham dự của các phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Vũ Văn Ninh cùng đại diện các bộ Ngoại giao, Công thương, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì hội nghị. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược với 13 nước và đối tác toàn diện với 11 nước. Trong đó có tất cả 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã ký kết tham gia khoảng 2.000 điều ước quốc tế. Việc hội nhập về chính trị, an ninh quốc phòng gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ đắc lực cho hội nhập về kinh tế và trong các lĩnh vực khác như quá trình đàm phán các FTA, hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEM, tiểu vùng Mekong, việc vận động công nhận các di sản văn hóa của Việt Nam, hỗ trợ cho hội nhập của địa phương, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về cơ hội thách thức mà các hiệp định thương mại tự do mới này mang lại.
Trên thực tế, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp so với các nền kinh tế của quy mô tương tự trong khu vực Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cũng chỉ rõ, ngoài các doanh nghiệp thì các địa phương hiện cũng chưa nắm bắt hết những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt Nam nhìn chung chưa thật sự hoàn thiện. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các địa phương, xác định hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ ưu tiên, nâng cao năng lực bộ máy cán bộ, hỗ trợ hiệu quả các địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Sáng nay, Quyền ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyền Mộc Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hạnh, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động trên địa bàn huyện đến dự. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại truyền thống của quê hương Mộc Hóa trong những ngày tháng 8 lịch sử, tiếp nối truyền thống cách mạng. Những năm qua, các ủy chính quyền và nhân dân huyện Mộc Hóa đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng chính quyền và đoàn thể vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa Phạm Văn Bốn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước đó, đoàn quân dân chính đảng huyện Mộc Hóa đã tổ chức viếng nghĩa trang Mộc Hóa kiến tường. Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay, Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến thành phố Tân An tổ chức họp mặt với các cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Trong không khí ấm áp thân tình, Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến thành phố Tân An đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên trung của các cựu tù chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh Long An có khoảng 4.500 chiến sĩ cách mạng bị bắt giam giữ. Trong đó, thành phố Tân An có 275 chiến sĩ bị địch bắt tù đài trong các nhà tù lớn, Chí Hòa, Biên Hòa, Phú Quốc, Côn Đảo và nhiều nhà tù khác ở miền Nam. Tuy bị tra tấn dã man, nhưng các chiến sĩ cách mạng đã kiên cường, một lòng, một dạ, sắt son trung thành với Tổ quốc, bảo vệ đảng, cách mạng, kiên định giữ gìn khí tiết người cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong thời bình, những cựu tù chính trị năm xưa càng giữ gìn phẩm chất tốt đẹp, gương mẫu, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Tân An Trần Kim Lân ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cựu tù chính trị trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các cựu tù chính trị và thân nhân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, mẫu mực là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Bước vào mùa thu hoạch lúa, đi dọc theo các tuyến kênh nội đồng, khu vực các huyện Đồng Tháp 10, người ta dễ dàng gặp những đội giác lúa thuê, phơi mình dưới cái nắng oi bức của buổi trưa để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Gian khổ, khó nhọc là vậy, thế nhưng những người nông dân này vẫn luôn vui vẻ lạc quan, dù trên vai còn đang nặng gánh mưu sinh. Hầu hết những người giác lúa thuê đều có hoàn cảnh khó khăn, nên dù biết công việc này ẩn chứa nhiều nguy cơ tổn hại cho sức khỏe, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ vẫn gắn bó với công việc nặng nhọc này. Bình quân mỗi người thu nhập trên 250.000 đồng trên một ngày. Con giác hôm nay theo hôm nay cũng cỡ là 10 năm. Rồi anh em 7 năm có, 3 năm có, 2 năm có. Ví dụ anh em không có lũ đất thì đi bằng nghề này, cơm nước thì mình quẩy theo, xe bia mình dở đi. Đi mình phương tiện ai có xe đi xe, còn không có thì anh em cũng như chở qua chở rồi. Cùng làm chung với nhau nhiều năm nên hầu hết mọi người trong đội rất đoàn kết. Để có việc làm thường xuyên, nhóm người này phải liên hệ chặt chẽ với cò lúa và tất nhiên họ phải chi tiền cò cho cò lúa. Ngày nay, dù cơ giới hóa trong nông nghiệp đã phát triển mạnh, nhưng đội giác lúa thuê vẫn là thành phần không thể thay thế vào mỗi vụ mùa. Mồ hôi nhễ nhại, nước da sạm đen, chiếc áo cũ bạc màu, tay chân lấm lem bùn đất là hình ảnh thường thấy của những người giác lúa thuê thời vụ. Nhưng bù lại cho những điều đó là họ có thu nhập, có niềm vui từ chính công sức lao động của mình. Mời quý vị theo dõi tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An hôm nay cho biết,
hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Đức Hòa và Tân Trụ, làm thiệt hại hai xe mô tô. Cơ quan chức năng đã làm rõ bắt ba đối tượng. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở huyện Cần Đức, làm bị thương hai người, hỏng hai xe mô tô. Lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ phát hiện 236 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 333 triệu đồng, tước 13 giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay 27 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao. Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, 70 năm xây dựng và phát triển đất nước cũng là 70 năm ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cùng với các mặt trận quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh, cách mạng cao cả. Bước vào thời kỳ xây dựng hòa bình, đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển, ngoại giao càng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc ổn định và tái thiết đất nước, phá bao dây cấm trận, thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ sự hợp tác và ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp phát triển đất nước. Để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành ngoại giao cần tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau. Trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng, thống nhất và quán triệt sâu sắc đường lối chính sách của Đảng, vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh, ngoại giao cần không ngừng sáng tạo và đổi mới tư duy mạnh mẽ, nhạy bén hơn nữa để bắt kịp với các diễn biến của thời cuộc. Thứ hai là trong bối cảnh thế giới đang có nhiều chuyển biến sâu sắc, nhanh chóng và hết sức phức tạp, ngoại giao chúng ta cần phải tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, nhạy bén, chủ động, kịp thời hơn nữa để có chiến lược và chính sách sát thực tế, hiệu quả, linh hoạt, đảm bảo được lợi ích của dân tộc. Toàn ngành ngoại giao và bản thân mỗi đồng chí cán bộ ngoại giao cần ý thức sâu sắc điều này để không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ về mọi mặt, cả đức lẫn tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong tổng thể sức mạnh của hệ thống chính trị đất nước, ngành ngoại giao có vai trò then chốt trong việc gánh vác trách nhiệm nặng nề, khó khăn nhưng cũng rất đổi vinh quang đó. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chăm lo xây dựng ngành ngoại giao ngày càng vững mạnh, luôn đặt trọn niềm tin vào các đồng chí, những người lính trên mặt trận đối ngoại, những chiến sĩ của hòa bình. Tại tỉnh Thanh Hóa, sáng nay đã diễn ra diễn đàn kinh tế mùa thu do Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam BCCI, tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức với chủ đề Kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững. Tại diễn đàn, các ý kiến đều nhận định để hội nhập thành công thì Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách cải thiện khả năng liên kết và tạo thuận lợi thương mại. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại quan trọng. Nhưng thị trường xuất khẩu mới chỉ có khoảng 30% hàng hóa Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA. Trong khi đó, thị trường nội địa lại chứng kiến sự đổ bộ nhanh chóng của hàng hóa dịch vụ nước ngoài. Những lợi ích to lớn từ những hiệp định thỏa thuận thương mại chưa được hiện thực hóa được nhiều. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đang trải qua một làn sóng công nghiệp hóa và thay đổi về cấu trúc nhanh, nên điều này cũng đã tạo ra những thách thức mới cho các nhà hoạch định chính sách. Các ý kiến tại diễn đàn kinh tế mùa thu năm nay đều cho rằng là để mà hội nhập bền vững thì Việt Nam cần phải cải tạo môi trường kinh doanh cũng như là nâng cao cái năng lực của hệ thống giao thông và thương mại. Các ý kiến cũng cho rằng cái việc thu hút đầu tư còn rất lớn, nhưng điểm nghẽn của kinh tế Việt Nam đó là cái tính sáng tạo thấp, đặc biệt là tại khu vực kinh tế tư nhân. Chính vì vậy mà để phát triển và hội nhập thành công thì cái việc đổi mới cần phải được thực hiện một cách triệt để trong thời gian tới. Tuy nhiên, nguồn vốn FDI vào Việt Nam có xu hướng vận hành một cách khép kín, tạo ra ít hy vọng về chuyển giao công nghệ hoặc hiệu ứng lan tỏa với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Bởi vì bản thân các doanh nghiệp Việt Nam, tư nhân Việt Nam thì tính liên kết rất kém, cho nên giải pháp thúc đẩy cái liên kết của các doanh nghiệp thì tăng cường vai trò hiệu quả hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp là một nhóm giải pháp đầu tiên. Chính các hiệp hội doanh nghiệp sẽ là người
tập hợp các doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành, trong cùng lĩnh vực của mình và sẽ thúc đẩy họ, thì đấy là một những dòng giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là bản thân cơ quan nhà nước trong quá trình hội nhập như vậy thì cần có cơ chế để cung cấp thông tin một cách chính xác nhất, nhanh nhất, hợp lý nhất và thân thiện nhất cho các doanh nghiệp. Cũng theo các chuyên gia, ngoài sự hỗ trợ của chính sách để chủ động hơn trong hội nhập nói chung và hội nhập vào TPP, các hiệp định thương mại tự do mới nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng cường khâu quản trị doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường quản trị rủi ro và minh bạch trong quản trị tài chính. Đẩy mạnh liên kết trong và ngoài nước, tích cực tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực để củng cố và mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Sử dụng thuốc lá, thực phẩm nhiều chất béo có hại, muối và đường, thiếu hoạt động thể chất và lạm dụng rượu bia là yếu tố nguy cơ gây nên 2/3 các ca mắc bệnh không lây nhiễm mới và làm tăng nguy cơ phức tạp của bệnh. Do vậy, Hội thảo Liên minh phòng chống bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam tổ chức sáng nay 27 tháng 8 tại Hà Nội kỳ vọng có thể đưa ra đề xuất góp phần kiểm soát được sự gia tăng của bệnh không lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính năm 2012 tổng số ca tử vong toàn cầu do các bệnh không lây nhiễm là 38 triệu, chiếm 68% tổng số ca tử vong. Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tật đã chuyển từ bệnh lây nhiễm sang bệnh không lây nhiễm, dẫn đến số ca tử vong do bệnh này sắp xỉ 380.000, chiếm 73% tổng số ca tử vong. Bốn bệnh không lây nhiễm là tim mạch, ung thư, bệnh phổi mãn tính và tiểu đường, chiếm 82% tổng số tử vong. Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng sự gia tăng gánh nặng bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam trong thời gian qua là do lĩnh vực dự phòng chưa được chú trọng đúng mức. Vì vậy, việc thành lập Liên minh phòng chống bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam là bước tiến quan trọng mà tổ chức xã hội dân sự đã làm để hỗ trợ chính phủ trong lĩnh vực phòng chống bệnh không lây nhiễm. Theo đó, thời gian tới, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam sẽ phối hợp cùng các bộ ngành xây dựng ưu tiên kiểm soát bệnh không lây nhiễm bằng hành động cụ thể là phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống lạm dụng rượu bia dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực dự phòng bệnh không lây nhiễm.